Xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Thảo rất là vui khi hôm nay được gặp lại các bạn trong chương trình bác sĩ xương khớp của bạn của phòng khám Tích Medical. Thì trong tuần này chúng tôi sẽ chia sẻ về một cái chủ đề khá là phổ biến hiện nay, đặc biệt là giới trẻ và dân văn phòng, đó là cái vấn đề về đau mỏi cổ và vai gáy. Thì để hiểu rõ hơn về cái tình trạng bệnh này thì xin mời quý vị khán giả hãy dành ra một ít phút mình theo dõi video clip này để mình có thể hiểu hơn về cái tình trạng đau mỏi cổ vai gáy hiện nay. Thì như thường lệ, trước khi mà đi vào buổi chia sẻ ngày hôm nay với lại bác sĩ thì xin mời các bạn tham gia một cái mini game nhỏ để có thể nhận được cái phần quà hấp dẫn từ phòng khám Tích Medical. Thì cái phần quà của cái mini game ngày hôm nay đó là một lọ 60 viên uống bổ xương khớp trị giá 385.000. Thì điều kiện để chúng ta nhận được cái phần quà của phòng khám Tích Medical rất là đơn giản. Điều kiện thứ nhất là mình chia sẻ cái video clip này trên trang Facebook cá nhân ở chế độ công khai. Điều kiện thứ hai là mình trả lời đúng hai câu hỏi của chương trình. Và cái phần quà này dành tặng cho những cái khách hàng đã từng điều trị ở phòng khám Tích Medical và mình phát sinh một cái liệu trình mới tại phòng khám. Và đối với những cái khách hàng mới chưa từng điều trị tại phòng khám Tích Medical thì khi mà mình đến, mình đăng ký, mình trải nghiệm dịch vụ lần đầu tiên tại phòng khám thì vẫn nhận được cái phần quà hấp dẫn này từ chương trình ạ. Thì tiếp sau đây là hai câu hỏi của kỳ này như sau. Câu hỏi thứ nhất, nằm ngủ sai tư thế có gây ra tình trạng đau mỏi cổ vai gáy hay không? Câu hỏi thứ hai, khi mà thời tiết thay đổi thì có làm cho chúng ta bị đau mỏi cổ vai gáy hay không? Thì mini game này bắt đầu từ sau khi mà Thảo đọc xong câu hỏi và kết thúc vào 12 giờ trưa ngày 29 tháng 11 năm 2020. Thì các bạn cứ nhanh tay trả lời đáp án của mình và comment ở bên dưới video clip này. Thì bên phòng khám sẽ tổng hợp những câu trả lời của các bạn và gửi tặng cho mình cái phần quà ngay từ ban đầu chương trình mình đã báo là một lọ 60 viên uống bổ xương khớp. Rồi, thì trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp lại bác sĩ Hiếu, bác sĩ điều trị xương khớp tại phòng khám Tích Medical. Thì hôm nay á, bác Hiếu sẽ đến chia sẻ với chúng ta về cái vấn đề đó là tình trạng đau mỏi cổ vai gáy. Xin chào bác Hiếu ạ. Rất vui khi bác có mặt ngày hôm nay. Thì bác sĩ có thể chia sẻ một chút xíu về cái tình trạng đau mỏi cổ vai gáy hiện nay á, là mọi người thường á, mọi người sẽ cho rằng đây là một cái hội chứng chứ không phải là một bệnh lý. Thì theo bác Hiếu, cái này là đúng hay sai ạ? Chào MC Thảo, chào quý vị khán giả. Thì đau vai gáy thì người ta cho rằng là một hội chứng thì là đúng. Theo thì nó gồm nhiều cái triệu chứng, gồm có đau mỏi uể oải cái vùng cổ, vùng vai, vùng gáy. Thì người ta quy nó là một cái hội chứng thì đúng hơn là một cái bệnh lý. Vậy cái này là nó là một hội chứng. Vậy khi mà mình bị đau mỏi cổ vai gáy á, thường thì nó sẽ có những cái khó chịu nè, hoặc là những cái ảnh hưởng nhất định cho bệnh nhân. Thì có cái cách nào mình nhận biết được những cái dấu hiệu của cái tình trạng đau mỏi cổ vai gáy này không bác ha? Đau vai gáy thì nó cũng có nhiều cái dấu hiệu để cho mình nhận biết lắm. Thì cũng phải tùy thuộc vào cái mức độ nữa. Thì thường ở mức độ mà nhẹ, mới đầu nhẹ thì người ta sẽ có những cái dấu hiệu như là chỉ là cảm thấy là mỏi hay đau thoáng qua thôi. Nó không hiện thường xuyên. Là ở nếu mà ở giai đoạn nhẹ là nó như vậy, ở cái vùng cổ, vùng vai, vùng gáy. Thì còn nếu mà ở mức độ vừa thì bắt đầu nó xuất hiện, bắt đầu thường xuyên hơn. Cường độ nó có thể kéo dài hơn hay là nó mạnh hơn. Rồi nó có thể là đau ảnh hưởng đến chút xíu về cái làm việc của mình, thí dụ mình khuân vác nặng hay là những cái mà mình ngồi lâu. Làm việc lâu, ngồi kéo dài rồi đó, thì bắt đầu nó lúc đó là cảm thấy mình đau và mỏi. Còn mức độ nữa đó là mức độ nặng á, thì bắt đầu nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái
sức khỏe của chúng ta, về ảnh hưởng về giấc ngủ luôn, làm việc, học tập, hoặc là chỉ cần xoay trở là cũng đã đau. Tính ra nó cũng ảnh hưởng nhiều. Thì mình có cái cách nào gọi là mình có một cái phương pháp mà mình test nhanh á, để mình biết được là mình đang bị cái tình trạng đau mỏi cổ và gáy không bác ha? Thì thường á là mình nếu mà mình đau mỏi vai gáy á thì mình cũng có những cái phương pháp, những cái bài mình có thể test. Mình ví dụ như thường là mình nếu mà mình tập thể dục mình sáng sớm đó, mình dậy đó, hoặc là trong ngày giữa giờ rồi đó, mình phải nên tập thể dục mà mình tập đúng cái bài tạ, những cái bài mà động tác về xây cổ, xây cúi gập cổ rồi đó, thì cũng là giúp cho mình nếu mà cảm thấy là mình xây trở những cái động tác đó mà tốt thì thôi, nó không khó chịu ở vùng vai gáy cổ thì thôi, nếu thấy khó chịu vùng vai gáy cổ thì đó cũng là một cái dấu hiệu để cho mình biết rằng là mình sẽ bị đau vai gáy rồi đó. Dạ rồi, thì có thể thấy là cái bệnh lý này là một cái bệnh cái vấn đề cũng khá là đáng lo ngại. Thì không biết là những cái đối tượng nào thường có nguy cơ là mắc cái vấn đề này nhiều hơn đó ha? Thì đối tượng thường á, đau vai gáy này thường là đối tượng làm việc văn phòng, làm việc văn phòng ngồi lâu, những người mà là ngồi lâu làm máy trên máy tính, hoặc là những người mà thường ngồi ô tô, công việc ô tô cũng là một trong những cái đối tượng mà cũng dễ mắc bệnh, hoặc là những cái đối tượng mà khuân vác nặng, công việc mà khuân vác nặng, hoặc khom nhiều, những đối tượng mà làm khom lên xuống những cái công việc của mình thường ngày như vậy, hoặc là những cái người mà xài những cái điện thoại bây giờ là một trong những cái vật dụng mà hình như không thể tách rời của chúng ta, thì nó cũng làm cho mình bị đau mỏi vai gáy. Đúng rồi, trẻ cũng có thể mắc bệnh đau vai gáy, nhất là cầm điện thoại, tại vì cái tư thế mình cầm điện thoại mình coi như là mình sẽ gập cổ, hoặc là mình nằm xem tivi, mình nằm tư thế nằm không đúng, mình ngồi mình kê cổ hoặc nằm ngửa như thế nào đó, hoặc là mình cái tư thế mình xem tivi tiếng này qua tiếng kia cũng ảnh hưởng. Nói chung thì rất là nhiều cái đối tượng mà mắc bệnh và đa dạng. Nói chung cái này là nó không phân biệt độ tuổi hay là giới tính gì đúng không bác? Thì mình không có giữ đúng cái tư thế là nó cũng dễ ảnh hưởng đến là cổ vai gáy của mình. Thì khi mà khách hàng mà bị những cái tình trạng đau mỏi cổ vai gáy á, thì nó có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hay là sức khỏe của khách hàng sau này không bác ha? Có. Thì nếu mà đau mỏi vai gáy á, thì như bác nói á, thì nó không có, nó rất là đa dạng về cái đối tượng già trẻ đều mắc hết. Rồi tùy thuộc vào mức độ bệnh nặng nhẹ hay là vừa thì đều có ảnh hưởng đến cái công việc hay sinh hoạt của mình. Ví dụ mà khi mà mình bị như vậy mà mình không có phát hiện sớm, mình điều trị sớm á, thì nó có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái xương của mình không bác? Có. Thì trong cái những nhóm mà đau vai gáy á thì có người ta chia theo cái nguyên nhân của nó đó. Thì tùy theo cái những cái nguyên nhân, nếu có những cái nguyên nhân mà cơ học á, mà mình thay đổi được á, sớm, phát hiện sớm mà mình thay đổi được, ví dụ như tư thế ngồi nè, ngồi cho đúng, rồi không gập cổ quá hay ngồi phải thẳng người thẳng lưng đó, thì chấn chỉnh lại liền á thì sẽ giải quyết được cái nguyên nhân đó, sẽ cắt cái đau vai gáy do cái nguyên nhân đó. Hoặc là mình xài điện thoại mình cũng hạn chế, hoặc xài khi cần thiết, còn đừng có tiếng này qua tiếng khác kia, rồi mình cứ cúi đầu rồi gập cổ như vậy thì cũng dẫn đến đau vai gáy, thì mình giải quyết được cái nguyên nhân cơ học đó thì đỡ hơn. Còn tuy nhiên có những cái nguyên nhân khác, ví dụ như cũng đau vai gáy, đó là về nguyên nhân về bệnh lý xương khớp, thí dụ như thoái hóa khớp, thoái hóa cuộc sống á, rồi thoái hóa xương bả vai, xương bả vai ở vùng vai, rồi hoặc là bệnh lý về thoát vị địa điểm cuộc sống cổ, thì nó đó là những cái bệnh, hoặc là chấn thương hay cong vẹo cuộc sống cổ gì đó, hay viêm dính hoặc hẹp đốt sống cổ gì đó, thì đều ảnh hưởng đến đau vai gáy hết. Thì cái đó đều nếu mà mình phát hiện mà sớm thì mình sẽ đỡ những cái di chứng nặng hơn nữa. Nếu mình
điều trị trễ thì càng ngày bệnh sẽ càng nặng và để di chứng rất là nặng nề. Dạ rồi, thì cũng thấy là cái tình trạng này là cũng khá là phổ biến. Thì không biết hiện tại phòng khám Tích Medical của mình á, mỗi ngày có tiếp nhận nhiều ca mà mắc về đau mỏi cổ vai gáy không á ha? À, rất là nhiều. Dạ. À, hầu như cái bệnh mà chiếm đau mỏi cổ vai gáy này chiếm khoảng 50%. Dạ, chiếm khoảng 50%. Từ khoảng 50% cái số lượng bệnh ở đây. Đau vai gáy, thoái hóa cột sống cổ. Dạ. Rồi thoát vị đi đường cột sống cổ. Dạ. Đó rồi những cái mà tê tay tê chân rồi đó, tê tay á. Dạ. Tê tay thì cũng ảnh hưởng đến cái vùng đó. Dạ rồi, thì em thấy là có một số bệnh nhân á, khi mà bị đau như vậy thì không đi khám mà tự ra ngoài hiệu thuốc mình mua thuốc về mình uống thuốc giảm đau á. Thì nếu như mà mình cứ uống thuốc giảm đau kéo dài như vậy, nó có ảnh hưởng sức khỏe của mình về sau hay là mình có điều trị được cái vấn đề đó không bác? Thuốc, nếu mà nói về thuốc giảm đau á, thì đây cũng là một cái đề tài cũng cần phải nói đến. Tại bệnh đau vai gáy này như bác sĩ chia sẻ thì tùy cái nguyên nhân mà mình giải quyết. Đó. Nếu mà trong những trường hợp mà nguyên nhân chừng nào đau quá thì mình mới sử dụng thuốc để giảm cái triệu chứng đau thôi, chứ mình không lạm dụng thuốc giảm đau để điều trị. Thực sự thuốc cũng chỉ là yếu tố giảm đau mà thôi. Thì nhất là những nhóm thuốc bây giờ mà giảm đau mạnh, ví dụ như nhóm NSAID đó, non-steroid đó. Nếu mà chúng ta sử dụng nó nhiều quá, lạm dụng nó nhiều quá thì nó ngoài cái tác dụng giảm đau thì nó có những cái biến dính khác lên các cơ quan trong cơ thể sau này, thì nó gây tác dụng phụ thì không có tốt cho sức khỏe lắm. Nên khi nào mà đau vai gáy thì muốn uống thuốc cũng phải có sự đồng ý của bác sĩ, không tự động mua. Đấy, ngoài khi mà bác sĩ mà muốn cho uống thuốc gì thì người bác sĩ đó họ sẽ coi xem xét mình có nên uống thuốc đó hay không, có ảnh hưởng các cơ quan trong cơ thể mình hay không. Thuốc đó cân nhắc thuốc đó có mặt có lợi nhiều hay là nó cập vào cái hại cho mình nhiều, thì lúc đó người ta sẽ quyết định có nên uống thuốc hay không. Thì hiện nay cái tình trạng đau mỏi cổ vai gáy khá là phổ biến như vậy, và không biết hiện tại phòng khám Tích Medical của mình á, có cái phương pháp nào để mình hỗ trợ mình điều trị hữu hiệu cho những cái khách hàng đã mắc tình trạng đau mỏi cổ vai gáy không bác ha? À, có, như bác sĩ chia sẻ thì phần đông đa số của lượng khách đến đây á, đau mỏi vai gáy khoảng chiếm gần 50% cái số lượng bệnh ở đây. Đến đây rất là nhiều. Ở phòng khám Tích Medical á thì dùng cái phương pháp điều trị là không có dùng thuốc, không dùng thuốc mà cũng không châm cứu, không dùng kim châm cứu luôn. Tuy nhiên là điều trị bảo tồn mà không xâm lấn, không có một cái chút xíu gì làm cho đau cơ thể mình hết, châm cứu. Thì cái phương pháp ở đây là những cái phương pháp mà dùng theo những cái công nghệ tiên tiến, kết hợp với lại y học Tây y và Đông y. Ngoài ra còn có thể xoa bóp hay là tập những cái bài tập yoga để giúp có nhiều phương pháp và đa dạng phương pháp hơn, giúp cho bệnh nhân đau vai gáy mau hồi phục. Thì cái phương pháp điều trị ở phòng khám mình như vậy á, cái thời gian nó có dài hay là mình có phải đi thường xuyên nhiều không bác ha? Cái thời gian điều trị thì thường ở đây là xài theo cái liệu trình. Một liệu trình như vậy đăng ký, khi bác sĩ chỉ định một liệu trình như vậy đi 10 lần. Thì thường cái nhóm đau vai gáy, tùy cái nhóm bệnh, cái nhóm đau vai gáy mà tác dụng về theo dụng nguyên nhân cơ học đó, mà đau chỉ đau nhóm cơ là nhiều đó, nó không ảnh hưởng đến xương và khớp á, thì chỉ cần một liệu trình thì đã hình như là đã bắt đầu họ đã thoải mái hoàn toàn rồi. Sau đó là mình hướng dẫn tập những bài tập ở nhà, tự tập ở nhà. Còn những cái bệnh nhân mà đau vai gáy mà nguyên nhân do về xương khớp á, ví dụ như thoái hóa cột sống hay thoát vị địa điểm hay những chấn thương hay những vân vân đó, những bệnh lý khác về cột sống đó, thì cần phải tùy mức độ. Có thể là một liệu trình thì bệnh nhân đỡ được 80-90%, hoặc có thể là nếu tùy cơ địa đáp ứng của mọi người nữa. Nếu mà sau một liệu trình họ thì đạt được
50-60 thì cần phải đăng ký thêm một lộ trình nữa để mà đạt được 80-90, sau đó mình qua duy trì. Là cái này cũng tùy cơ địa. Tùy cơ địa và cái nhóm bệnh. Dạ. Mà cái nhóm bệnh và ảnh hưởng đến với cái xương là xương khớp đó, đó là về cuộc sống á. Dạ. Như bác nói á, đó, đó là về thoái hóa cuộc sống hay là thoát vị địa điểm cuộc sống cổ đó. Dạ. Hoặc là những bệnh lý về viêm dính hẹp ống sống rồi đó. Thì chấn thương rồi đó thì cái mình sẽ lâu hơn chút xíu so với cái nhóm mà bệnh lý bệnh về cơ học. Dạ, mà mình điều trị tác động lên cái nhóm cơ là chính. Dạ, là cái thời gian điều trị nó cũng không có cố định là bao nhiêu mà tùy thuộc vào cái tình trạng. Đúng rồi, tùy tình trạng đáp ứng của mỗi người nữa. Dạ, thì nhưng mà cũng thấy rất là hiệu quả ở phòng khám này thì điều trị rất là hiệu quả. Thì những khách hàng mà đến đây điều trị á, thì theo như bác thấy là những khách hàng đó là hầu hết là cải thiện bao nhiêu phần trăm và khách có hài lòng không bác ha? Thì từ khi bác Hiếu về tham gia công tác tại phòng khám này á, thì bác thấy thì hầu như là khi mà bác khám và bác chỉ định ra điều trị đó thì hầu như là 10 khách là thấy 10 khách khỏi. Và ta có những cái họ có những cái phản hồi trong quá trình thăm khám thì họ đều cảm thấy là họ dần dần trở lại cuộc sống bình thường. Thì cũng cảm ơn bác vì hôm nay đã có những cái chia sẻ về cái bệnh lý cái tình trạng đau mỏi cổ vai gáy. Thì bác có một cái lời khuyên nào mà dành tặng cho những cái khách hàng mà đang bị cái tình trạng này không bác? Mình đến để ý những cái vấn đề gì á? Thì bác sĩ cũng có cái vài lời khuyên sau đây đối với những bệnh nhân hoặc những khách hàng hoặc những bà con cô bác của mình rằng là về trong cuộc sống này thì nó có bây giờ mình càng văn minh hiện đại nhất là cái điện thoại. Thứ nhất là điện thoại mình xài thì buộc phải xài rồi, hình như nó là một cái vật gần như là lúc nào mình cũng phải cần để liên lạc và cập nhật các thông tin. Đó. Nhưng mà mình cũng phải để ý đến nó cũng là một, nó vừa giúp mình có cái tiện ích nhưng mà đôi khi cũng ảnh hưởng đến sức khỏe khi mình cứ chăm chú vào nó. Và mình cứ gập cổ, gập đầu, cái tay thì đưa cái cổ thì gập xuống như vậy. Ngày giờ này thì sẽ bị đau vai gáy. Dần dần đưa đến thoái hóa nổi. Rồi thậm chí là có những biến chứng nặng hơn như thoát vị cuộc sống cổ không chừng. Đó là cái thứ nhất về điện thoại. Thứ hai, tư thế ngồi làm việc. Tư thế ngồi làm việc thì chúng ta nên ngồi phải cho thẳng cổ, đừng có gập. Và cái thời gian ngồi làm việc đừng có quá lâu, 45 phút thường một tiết học cũng vậy. Tại sao mà người ta cứ làm cái giờ học là 45 phút thôi. Rồi mình được nghỉ giải lao. Thì đó, mình cũng nên ngồi khoảng 45 phút hay một tiếng rồi mình nên đứng dậy, mình đi tới đi lui lấy nước uống hay rửa mặt hay gì đó. Vận động vài cái rồi mình ngồi làm việc tiếp. Cái thứ ba là những cái công việc mà thường xuyên khuân phát nặng á, thì cũng nên chú ý phát hiện sớm những cái dấu hiệu. Biết những cái dấu hiệu mà đau mỏi vai gáy cổ như bác sĩ vừa nói nãy sớm để mà mình đi điều trị sớm để mà tránh những cái biến chứng sau này. Cũng có vài lời khuyên cho thêm cho bà con cô bác với anh chị khán quý khán giả đang xem á, thì mình cũng về cái chế độ ăn uống, phải ăn uống đủ chất, hợp lý, dinh dưỡng phải hợp lý. Để mà bổ sung những cái vi chất để cung cấp cho các cơ, các xương, các khớp mình nó cũng tốt. Ngoài ra rồi mình cũng phải rèn luyện tập thể dục, điều độ. Điều độ ở đây là phải mỗi ngày, mình cứ không cần phải làm nhiều, một ngày nửa tiếng đồng hồ 30 phút thôi mình dành mình tập thể dục. Điều độ về nhẹ nhàng thôi, có thể đi bộ, có thể tập tại chỗ những cái động tác suy trở ở cổ hay ở hông. Những cái động tác khởi động tay, khởi động chân. Đó, khoảng một ngày nửa tiếng. Mình phải nên chú ý đến sức khỏe mình bằng cách là phát hiện sớm những cái biến chứng mà đau vai gáy cổ để mà điều trị sớm để mà tránh những cái biến chứng sau này.
Dạ rồi, thì cũng cảm ơn bác Hiếu hôm nay đã dành thời gian chia sẻ đến quý vị khán giả cái tình trạng đau mỏi cổ vai gáy hiện nay, nguyên nhân, cái đối tượng cũng như là cái cách điều trị như thế nào. Thì sức khỏe đối với mình rất là quan trọng, thành ra mọi người khi mà có những cái dấu hiệu bất thường á, mọi người nên đi thăm khám đến những cái nơi mà chuyên về xương khớp á, mình thăm khám kiểm tra để có cái hướng điều trị sớm, thì khi đó nó sẽ tiết kiệm được thời gian chi phí và nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình về sau. Thì cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem video clip lần này của phòng khám Tích Medical. Nếu như mà quý vị còn có câu hỏi nào thắc mắc cần bác sĩ hỗ trợ tư vấn thì các bạn cứ comment ở bên dưới hoặc là liên hệ theo số hotline 0965 858568, sẽ có chuyên viên cũng như là các bạn tư vấn và bác sĩ sẽ hỗ trợ tư vấn cụ thể cho các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe ạ. Xin chào tất cả các bạn và hẹn lại các bạn vào clip lần sau ạ.